khi mà bố gặp mình, bố cảm thấy mình rất là gầy và mặt mình nó gọn hơn trước rất nhiều. Và mọi người có ra ôm và tặng hoa mình, đó là những cái điều mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi được mọi người đón ở sân bay. Khi mà mình về trước chung cư thì mọi thứ nó rất là bất ngờ. Cô dì chú bác bóp tay rồi bóp người mình để xem người mình còn tí mỡ nào không. Mình cảm nhận rõ được tình cảm của mọi người dành cho mình. Mình có xin thầy hiệu trưởng và ban giám hiệu được trở về trường, thăm thầy cô. Mình được gặp lại cô chủ nhiệm, cô đã động viên ôm mình. Điều đó là mình rất là hạnh phúc, đặc biệt là các em học sinh nữ đã lôi mình ra chụp ảnh rất là nhiều. Ở trên lầu 2 còn kêu thét anh Sơn ơi. Nó làm cho cảm giác của mình khá là nâng nâng. Khi mà mình mang những chiếc quần cũ của mình ra thử, thấy nó rất là rộng. Mình đã cho mẹ thấy được con trai mẹ đã làm được điều mà mẹ luôn mong muốn. Trước kia bố là người phản đối mình tham gia chương trình. Qua theo dõi chương trình và đến nhìn thấy con bây giờ thì tôi nghĩ nếu không cho con đi thì mất cả một cái cơ hội mà có lẽ cả cuộc đời con cũng không gặp lại được. Những lời chia sẻ của bố sẽ tiếp cho con 100% năng lượng để có thể làm hết sức mình trong đêm chung kết xếp hạng.